Ăn 100% gạo nếp, liệu có đủ chất nếp, liệu có đủ... Ăn 100% gạo nếp hoặc hạt cốc là ăn số 7. Ăn số 7 liệu có thiếu chất không? Đây là vấn đề mọi người quan tâm. Khi bắt đầu ăn số 7 thì chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi này. Trước tiên, nếu chúng tôi không trả lời được câu hỏi này, thì chúng tôi không thể nào ăn số 7 tổng cộng đến hơn 6 năm trong thời gian theo thực dưỡng hơn 9 năm của mình. Và hiện giờ cũng đang ăn số này. Khẳng định là số 7 hoàn toàn không thiếu chất, mà còn tốt nhiều hơn nữa cho sức khỏe, trí phán đoán, tư duy, trí tuệ, tinh thần, nhân cách, nhân sinh quan. Lý thuyết dinh dưỡng hiện đại dựa hoàn toàn vào khoa học, bảo rằng chúng ta phải ăn đủ các nhóm chất như là đường, đạm, mỡ, nước, muối khoáng, các nguyên tố vi lượng và vitamin. Khi khoa học phát hiện trong cơ thể con người có những nhóm chất này, không biết trong tương lai các nhà khoa học có phát hiện thêm chất nào khác trong cơ thể nữa hay không, hay chỉ có bao nhiêu nhóm chất đó thôi, không ai có thể khẳng định chắc chắn điều gì. Lý thuyết dinh dưỡng hiện đại liệu có đúng không? Nếu đúng thì tại sao tháp dinh dưỡng của lý thuyết này thường xuyên thay đổi? Nếu đúng tại sao người bệnh ngày càng nhiều, bệnh càng ngày càng nặng xuất hiện? Sức khỏe chúng ta phản ánh chế độ dinh dưỡng của chúng ta đúng hay sai? Sức khỏe không tốt nói lên chế độ dinh dưỡng không đúng, và sức khỏe tốt thể hiện chế độ dinh dưỡng đúng. Chúng ta dễ dàng thấy rằng không những trong cơ thể con người, mà trong cơ thể bất kỳ con vật nào cũng có các nhóm chất này, và mỗi loài đều có thức ăn riêng, khác với loài khác. Ví dụ, loài bò ăn cỏ, loài cọp chỉ ăn thịt, con bò không ăn thịt nhưng lượng thịt trong cơ thể của con bò rất nhiều, xương của nó rất khỏe. Ngoài ra, tim gan, phèo phổi, sừng, lông móng đều có đủ. Tương tự, loài cọp chỉ ăn thịt cũng có đủ các cơ quan bộ phận của cơ thể. Cũng như vậy, chỉ cần cung cấp đúng nguyên liệu đầu vào của loài mình, thì nhà máy kỳ diệu của cơ thể sẽ sản xuất đủ các sản phẩm để sử dụng. Nhà máy sản xuất này, con người chưa hiểu nổi và không thể xây dựng được. Chỉ có tạo hóa mới tạo ra được nhà máy tinh vi này và quy định luôn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy này. Đó là trật tự của vũ trụ. Làm cách nào thức ăn khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đầy đủ các cơ quan? Tại sao nó lên đầu thì thành tóc, xuống đầu ngón chân thì thành móng, vào trong thì thành lục phủ ngũ tạng, ra ngoài thành da thành thịt? Cùng là thịt, tại sao thịt ở bắp đùi khác với thịt ở tim, ở thận? Bằng cách nào và tại sao? Con người chưa trả lời được những câu hỏi này và chưa hiểu biết về những cơ chế vận hành này. Vậy thì con người không thể quy định thức ăn cho con người được. Bộ máy tiêu hóa và bộ máy chuyển hóa trong cơ thể thật tuyệt diệu. Chỉ cần ăn đúng thức ăn là chúng tự làm việc đúng cho cơ thể, phục vụ đúng nhu cầu cơ thể, không thiếu một chất, một cơ quan nào. Trong trường hợp ăn không đúng thức ăn, chúng vẫn cặm cụi làm việc, rồi đưa ra dấu hiệu cảnh báo và ra sức điều chỉnh. Cảnh báo nhưng chúng ta không nhận ra, ăn sai kéo dài lâu quá, thì làm cho hai bộ máy này suy yếu dần, sinh bệnh tật. Bệnh phát sinh là đau khổ ập tới và kéo theo trí tuệ giảm sút. Nếu ăn sai kéo dài đến mấy chục năm dẫn đến cơ thể kiệt quệ, dừng hoạt động và sự sống sớm kết thúc. Phát hiện trong cơ thể chúng ta có chất gì? Liền bảo ăn chất đó là không đúng, trái với tự nhiên, để con người vi phạm trật tự thiên nhiên và đưa con người đến chỗ bệnh tật, cả thân lẫn tâm. Từ nhỏ đến lớn, từ trong gia đình đến nhà trường, chúng ta được đào tạo ăn nhiều thứ cho đủ các nhóm chất trên, cho nên trong đầu không ngừng nghĩ đến nhiều loại thức ăn có những nhóm chất tương ứng đó, như thịt, cá, trứng, sữa, rau củ, trái cây. Không những thế mà còn được khuyến khích sử dụng các chất tổng hợp hoặc chiết xuất. Do đó khi ăn số 7, ăn một món duy nhất, chúng ta có tâm lý lo sợ là thiếu chất. Những người không nghiên cứu kỹ thực dưỡng và không hiểu hạt gạo lứt đều có tâm lý lo sợ này. Một mặt do thói quen ăn nhiều chưa từ bỏ được, mặt khác do sự thèm ăn theo thói quen nên nghĩ mình thiếu chất vì cho rằng thèm cái gì tức thiếu chất đó. Nhưng đây là sự thèm ăn do thói quen chứ không phải thèm chất gì thiếu chất đó. Ngoài ra, họ thèm ăn do dục ăn kích động, do đó họ thèm rất nhiều thứ chứ không phải thèm một thứ. Càng ăn họ càng vi phạm trật tự vũ trụ nên bệnh tật khổ đau ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong việc thèm ăn này, có xem thèm ăn do thiếu chất cần thiết. Chúng ta đang vướng phải là ăn rất nhiều thứ, nhưng mà không đúng thứ mà cơ thể đang thiếu, nên cơ thể vẫn tiếp tục đòi ăn. Do đó lôi kéo chúng ta đi tìm hết đặc sản này đến những đặc sản khác. Ăn từ con vật to lớn gấp nhiều lần con người đến những con côn trùng nhỏ bé. Ăn nhiều thứ không cần thiết sinh ra dư nhiều chất không cần thiết, vậy mà vẫn không biết. Trong khi đó không ăn những thứ cần thiết nên sinh ra thiếu các chất cần thiết. Thức ăn cần thiết và phù hợp với hệ tiêu hóa của con người là gạo lứt và hạt cốc. Chúng ta có ăn gạo lứt và hạt cốc chưa? Chúng ta không ăn gạo lứt hoặc hạt cốc thì không thể đủ chất cho cơ thể được. Từ ngày xa dần gạo lứt, lấy mốc năm 1980, khi nhiều nhà máy xay gạo trắng xuất hiện, nhưng việc mình suy giảm sức khỏe dần và bị bệnh tật tấn công. Ngày xưa ông bà mình có thể ăn nhiều thứ, bao gồm thịt, cá, rau củ, trái, vì ông bà mình thấu hiểu triết lý âm dương. Ông bà biết thức ăn loài người là quân bình âm dương và biết cách quân bình âm dương trong các món ăn. Ví dụ ông bà sử dụng lửa và muối dương để nấu rau củ trái là âm, làm rau củ trái dương lên để về mức quân bình.
thịt bò dương ăn kèm với lá lốt âm, thịt gà dương đi với lá chanh, rau răm âm. Thịt ba ba dương nấu với trái chuối xanh non là âm. Theo một tỷ lệ nào đó, mục đích là để phân bình món ăn. Ông bà hay lắm, ông bà biết cách làm phong phú món ăn, làm tăng khẩu vị nhưng không xa rời quân bình. Dù có nhiều món ăn như thế nhưng luôn lấy hạt gạo làm thực phẩm chính, biết thuận thiên nhiên. Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ, người dân quê tôi không ăn thịt cá, rau trái nhiều như bây giờ, mà chủ yếu ăn cơm. Mặc dù Phú Yên quê hương chúng tôi tiếp giáp với bờ biển dài, có nhiều sông rạch, phần nhiều đất dành cho nông nghiệp. May mắn là Phú Yên có cánh đồng lúa lớn nhất miền Trung và đứng thứ ba trong cả nước. Có lẽ chúng tôi được sinh ra trên quê hương đồng lúa, hạt gạo nuôi chúng tôi khôn lớn, nên chúng tôi hiểu sâu sắc giá trị dinh dưỡng của hạt gạo và luôn tri ân hạt gạo. Bây giờ hạt gạo là trung tâm sự nghiệp của chúng tôi. Nhiều người ăn số 7 càng ngày càng thấy yếu dần. Đó là do sâu thẳm bên trong của người đó chưa chấp nhận việc ăn gạo lứt vì một thời gian dài ăn các món khác. Nó chống đối, nó đấu tranh một cách vi tế, làm cơ thể mất năng lượng hoặc không tiếp nhận năng lượng nên yếu dần. Cái vi tế đó thì chúng ta khó nhận ra được. Trước khi ăn số 7, chúng ta nên tìm hiểu kỹ thực dưỡng qua sách, báo, địa giảng, gặp những người thực dưỡng lâu năm, đặc biệt gặp những người từng ăn số 7 lâu dài. Phải hiểu sâu sắc hạt gạo lứt và hiểu rõ mục đích ăn số 7, như thế mới ăn số 7 lâu dài được. Thể xác thực sự nhỏ bé và giới hạn, nhưng tinh thần con người rộng lớn bao la, không giới hạn. Tinh thần tác động mạnh mẽ đến thể xác và thể xác cũng ảnh hưởng nhất định đến tinh thần. Tinh thần suy sụp là dẫn đến thể xác tiêu tụy ngay. Chúng ta phải biết thức ăn của loài người mình là gì để sử dụng đúng, nhằm làm cho thân thể được trong sạch và giúp cho tinh thần được thăng hoa. Thân tâm thay đổi mạnh mẽ nhất nằm trong thời gian ăn số 7. Chúng tôi sụt tổng cộng 15kg trong vòng 3 tháng ăn số 7 đầu tiên, từ 60kg còn 45kg đầu năm 2008. Lúc này chúng tôi đang làm tư vấn du học. Chúng tôi nhận ra rằng đưa học sinh đi du học chưa hẳn tốt bằng cung cấp thức ăn đúng và tốt cho dân mình. Do đó chúng tôi không còn chú trọng vào tư vấn du học nữa mà chuyên tâm nghiên cứu sâu về thực dưỡng để ứng dụng sau này. Giữa năm 2010, chúng tôi ăn số 7, đến gần 2 tháng rưỡi thì phản ứng thải độc xảy ra, bắt đầu xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu với mủ và kéo dài gần 15 ngày rồi chấm dứt. Sau đó các bệnh cũ của tôi như là giảm trí nhớ, đau lưng, tiểu gác dần dần biến mất. Một lần nữa vào tháng 5 năm 2012, khi ăn số 7 được khoảng 2 tháng, chúng tôi bị đau đầu kinh khủng, đau liên tục 7 ngày 7 đêm và kéo theo không ngủ được 7 ngày 7 đêm liên tục. Sau khi hết đau đầu, đầu óc bừng sáng như vén được màn mây mơ mờ che trước mặt bấy lâu nay, nhanh nhạy hơn, cái đúng cái sai cũng phân biệt rõ ràng hơn, cảm nhận được sâu sắc hơn những gì qua tai qua mắt. Sau khi hết đau đầu khoảng 3 tháng, đến tháng 8 năm 2012, chúng tôi thành lập Thực dưỡng Khai Minh, kinh doanh ăn uống và thực phẩm theo tiêu chuẩn thực dưỡng. Đây là ngành hoàn toàn mới đối với chúng tôi, chưa có chút kinh nghiệm nào. Lúc đó chúng tôi chỉ có một niềm tin duy nhất là ngành này sẽ giúp được mọi người thoát khỏi khổ cảnh bệnh tật và hưởng được cuộc sống thân khỏe, tâm an và trí tuệ minh, tất yếu nó sẽ phát triển. Hiện tại Khai Minh có 3 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 cơ sở ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, và nhiều người biết đến Khai Minh. Cái đầu con người thông minh nên hay biện luận. Nó biện luận cho cái ăn để thỏa mãn vị giác xác thân thấp kém. Nó biện luận cho những hành động sai trái để thỏa mãn những danh lợi trước mắt. Đừng để trí thông minh đánh lừa mình nữa. Trong đời chúng tôi đã nhiều lần bị đánh lừa bởi trí thông minh, nhiều lần nghĩ ra cách này hoặc cách khác để đạt được những gì mình muốn. Sau khi chúng tôi nhận ra rằng có cái trí cao hơn trí thông minh, đó là trí tuệ, sử dụng cái biết của trí tuệ để biết mình thông minh đến đâu, biết làm việc gì đúng và biết không nên làm việc gì sai, biết làm việc này có lợi như thế nào cho người khác, ngay cả ở hiện tại và trong tương lai. Sử dụng gạo lứt và hạt cốc sẽ giúp cơ thể tái lập quân bình, tức khỏe mạnh và nhận ra đâu là trí thông minh, đâu là trí tuệ. Chúng tôi thường nói hạnh phúc nằm trong chén cơm lứt và thiên đàng là đây chứ không phải đâu xa.